Làm vai vê đen này. Khi mắt hả? Đây, ở đây. Đưa lại không? Bắt cá với cậu không? Bắt đâu à? Suối à? Thích về 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 đồng á. Wow, ngon dữ. Cái đồng. Vẫn ăn đâm ăn lằn. Bị động chứ. Đúng không? Cộng hả? Có lép đồng nè. Một con hả? Mấy con nhỏ nhỏ nữa. Ở đây, nước coi. Sao để này quay coi. Ôi trời. Ôi trời. Thu nó sợ. Thu sợ cá hay sao? Kéo lại đây cho Thu coi với. Ôi trời. Mình con chữ không mua đâu. Kéo lại đây Vịnh, kéo lại đây cho Thu coi với. Đó, Thu. Thu. À. Thu nó sợ. Đây, đây. Xích lại đây nha. Ồ, cái gì? Trời, nó sợ này mày. Cho một rổ cá hay một rổ đá. Ốc. Sao nó mê cá? Sửa. Chìa cá kìa. Con người đó cá đâu sâu người đồng ở chỗ nào mà có cá hay vậy mường nó trời, bữa rồi đó ngó cái đầu coi chứ không dám lại gần. Mê chưa thấy cá mê chưa ra vớt thôi chứ làm gì đâu. Nó có cái lỗ nước vậy mà. Cá bự này. Bự gì? Thào cá hết hồn. Thào được không? Có con bộ cạp nữa gì đó. Con bự trong nhỏ tù gà. Thào đưa cá bỏ vô trong đây. Thào hết hồn. Ui. À lâu, một cái te bây giờ. Mở cái cá ba, mở cá. Mở cá ba. Dân thành phố về sợ cá. Đây mà bỏ vô. Bỏ vô này coi khỏi nhé. Coi cái chết rồi. Ăn gì bị chết. Á sải mắt con. Đâu đây. Đây Thu. Cá thì sâu. Đó, thò cái con mắt vô coi. Đó, thò cụm đầu quánh lộn đi. Ăn không? Ăn cá không? Nó bỏ vô đó Rịn. Cầm đi nó bỏ vô á. Chết rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Chết cá bây giờ mà quánh biết chứ giờ. Đó được rồi. Đây đây để mình tắt cho 5 phút.